Thực hiện chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố về triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP nhằm nâng cao giá trị sản xuất và tạo thương hiệu cho nông sản, sản phẩm các quận, huyện, thị xã thành phố Hà Nội, thúc đẩy kết nối tiêu thụ sản phẩm, đồng thời thực hiện kế hoạch về phát triển các điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP gắn với du lịch làng nghề, du lịch nông thôn, các địa điểm kinh doanh trên địa bàn thành phố. Sở Công Thương Hà Nội đã tổ chức lễ khai trương điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP trên địa bàn quận Hoàn Kiếm. Tại điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, với các sản phẩm OCOP như gạo nếp, gạo Bắc Thơm của hợp tác xã Tam Hưng, Thanh Oai, tinh bột nghệ của cơ sở tinh bột nghệ Bà Bé, Gia Lâm, các loại bánh kẹo truyền thống của công ty Bảo Minh, trà, thực phẩm dược liệu đã được giới thiệu, quảng bá đến người tiêu dùng trên địa bàn và du khách tham quan. Trong thời gian tới, Sở Công Thương Hà Nội xây dựng kế hoạch tiếp tục chủ trì, phối hợp với các quận, huyện, thị xã phát triển thêm các điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP trên địa bàn, đồng thời tiếp tục phối hợp với các tỉnh, thành phố trong cả nước đưa các sản phẩm OCOP của các tỉnh, thành phố giới thiệu đến người tiêu dùng thủ đô tại các điểm này.